Theo các em học sinh khối 9, chúng ta bắt đầu vô chủ đề 3 giờ ở tiết 2. Ở tiết 1, chúng ta đã đi một la mã phân loại, hai la mã cách gọi tên, ba la mã là tính chất hóa học. Ở phần này, cô sẽ trình bày một bốn la mã tính chất hóa học của NaOH và điều chế, năm la mã là tính chất hóa học của CaOH 2 lần và than đo pH. Ở phần 4 la mã này, về tính chất hóa học của Bayer, bạn nào nói cho cô nghe, NaOH tác dụng với chất chỉ thị màu. Chất chỉ thị màu thứ nhất là quỳ tím. Vậy thì quỳ tím sẽ làm hóa thành màu đỏ. Chất chỉ thị màu thứ hai là dung dịch BB, phenolphthalein, mình gọi tắt là BB, sẽ hóa thành màu hồng. Ở mục B, NaOH tác dụng với axit. Đây là mục bazơ tác dụng với axit sẽ cho ra muối và nước. Vậy thì NaOH có nhóm OH, HCl là axit, clo và OH đổi chỗ, Na sẽ đi với clo, natri hóa trị 1, clo hóa trị 1 hình thành chất NaCl. Hiro và oxy kết hợp là H2O, phản ứng tự cân bằng. Tương tự như vậy thì nhóm OH và SO4 ở dưới sẽ đổi vị trí. Natri sẽ đi với SO4, trong đó natri hóa trị 1, SO4 hóa trị 2 và hiro đi với oxy hình thành nước. Viết đến đây xong, chúng ta cân bằng đằng trước 1 natri, đằng sau 2 natri, chúng ta thêm đằng trước số 2. Đằng sau 1 nhóm SO4, đằng trước 1 nhóm SO4 đủ. Đằng trước tổng là 4 hiro, vậy đằng sau thêm 2. Tương tự như vậy, nhóm OH và nhóm NO3 cũng sẽ đổi chỗ, chúng ta sẽ có được NaNO3 do natri hóa trị 1, NO3 hóa trị 1. Tương tự hiro kết hợp với oxy hình thành nước. Ở tính chất số 3, NaOH tác dụng với oxit axit. Oxit axit chúng ta có 5 oxit axit, nên ở đây chúng ta sẽ có 5 phương trình. Đầu tiên, NaOH tác dụng với SO2. SO2 khi hình thành chất trở thành SO3, natri hóa trị 1, SO3 hóa trị 2, chất sinh ra Na2SO3 và nước. Viết xong chúng ta phải cân bằng. Tương tự như vậy, natri SO3 hình thành chất lấy gốc SO4, natri hóa trị 1, SO4 hóa trị 2, chỗ này chúng ta thêm số 2. Đằng trước có hiro, vậy đằng sau chúng ta sẽ có nước. Viết xong chúng ta cân bằng số 2 natri đằng trước là đủ. Tương tự như vậy, hình thành muối Na, CO2 sẽ lấy gốc là CO3 khi tham gia tạo muối, natri hóa trị 1, CO3 hóa trị 2, hình thành Na2CO3 và hiro kết hợp với oxy hình thành nước. Tương tự chúng ta cân bằng 2 natri đằng trước. N2O5 khi tạo muối sẽ hình thành NO3, NO3 hóa trị 1, natri hóa trị 1, hình thành chất hiro và oxy kết hợp H2O. Viết xong chúng ta cân bằng đằng trước 1 natri, đằng sau 1 natri, đằng trước 2 nitơ, đằng sau 1 nitơ, vậy đằng sau thêm 2, ảnh hưởng natri thêm 2 đằng trước, hiro đủ. Phản ứng NaOH tác dụng với Ba2O5 cho ra Na, Ba2O5 tham gia tạo muối lấy gốc BO4, BO4 hóa trị 3, natri hóa trị 1, vậy hình thành chất Na3BO4, đằng sau là H2O. Cân bằng phương trình, chúng ta cân bằng natri, đằng trước 3, đằng sau 3, phospho đằng trước 2, đằng sau thêm 2, ảnh hưởng natri sau thêm 6, vậy chỗ này nước thêm 3, đủ. Rồi, tiếp theo nữa là phần luyện tập của phần này. Ở phần luyện tập NaOH, chúng ta có phần điều chế NaOH. Rồi, vậy vô phần điều chế NaOH, chúng ta có 3 cách điều chế. Ở cách thứ nhất và cách thứ hai là chương trình của lớp 8, natri cho ra NaOH. Rồi, ở lớp 8 chỗ này chúng ta cộng nước, nhắc lại bài nước của lớp 8. Cộng nước đằng sau sẽ có hiro, cân bằng 3 con số 2. Tương tự như vậy, Na2O cho ra NaOH, chúng ta cũng học trong bài nước của lớp 8, OB cộng nước. Và đến đây chúng ta sẽ cân bằng 2 natri đằng sau.
Tương tự như vậy, năm lớp 9, ở chương trình lớp 9, đây là phương trình đặc biệt điều chế nước NaOH, chúng ta cộng nước. Rồi, cho ra NaOH cộng Cl2 cộng H2. Đặc điểm chung của ba bài này là gì? Đặc điểm chung của ba bài này, tất cả đều cộng nước. Ở phản số 3 là dành cho chương trình lớp 9, chúng ta ghi chỗ này là màng ngăn và điện phân dung dịch. Điện phân dung dịch có nghĩa là chúng ta cắm dòng điện vào để nó phân tách muối. Rồi, phần tính chất hóa học của NaOH và điều chế NaOH đã xong. Sau khi học xong phần này, nhiệm vụ của tụi con là phải làm được bài tập này. Đây là một bài tập để củng cố lại toàn bộ tính chất hóa học của NaOH. Ở phần số 1, chúng ta mới học ở bên kia nhìn qua, ở đây còn thiếu natri, Na2O. Vì đằng sau này không có hydro nên đằng trước là Na2O và chỗ này chúng ta cân bằng số 2. Rồi, vì đằng sau này còn chỗ trống, chỗ này chắc chắn là H2, mà ở đây H2 thì chỗ này sẽ là natri, cân bằng 3 con số 2. Về chỗ này chúng ta phải học thuộc bài. Tương tự như vậy, để điều chế NaOH có hai chỗ trống đằng sau thì một chỗ là Cl2, một chỗ là H2. Vậy thì chỗ này chắc chắn là NaCl. Rồi đến đây chúng ta cân bằng 3 con số 2. Điện phân dung dịch màng ngăn. Rồi, ở tính chất số 3, ở phản ứng số 4, phản này hồi nãy chúng ta đã làm, chúng ta ôm lại thôi. Đầu tiên ra muối là natri, SO2 lấy gốc SO4 và chỗ này là Na2 do SO4 hóa trị 2. Đằng sau này sẽ là H2O. Chúng ta cân bằng phương trình là xong. Tương tự như vậy, chỗ này sẽ ra là Na, N2O5 sẽ lấy gốc là NO3. NO3 hóa trị 1, natri hóa trị 1. Đằng sau này có H2O, cân bằng. Tương tự như vậy, đây là nhóm OH và clo đổi chỗ. Vậy chúng ta sinh ra là NaCl và H2O, phản ứng tự động cân bằng. Tương tự ở chỗ đây, nhóm OH và SO4 đổi chỗ, natri giữ nguyên, SO4 để vô, SO4 hóa trị 2, vậy natri thêm số 2. Đằng sau sẽ có H2O, cân bằng kim loại cân trước, natri cân trước, hydro đằng sau thêm 2. Rồi chúng ta vừa xong, đó là phần điều chế NaOH nằm trong phần tính chất hóa học của NaOH. Tiếp theo chúng ta nói về bazơ CaOH 2 lần. Về tính chất hóa học, hoàn toàn tương tự giống như NaOH. Thứ nhất, nó sẽ làm quỳ tím. Đối với bazơ thì sẽ làm quỳ tím hóa xanh. Tiếp, dung dịch phenol, hai chất chỉ thị màu của bazơ sẽ là hóa thành màu hồng. Rồi, phản ứng thứ nhất là CaOH tác dụng với axit. Axit ở đây chúng ta lấy 3 axit. Axit thứ nhất HCl thì cô chỉ rồi nhóm OH và clo đổi chỗ. Ca lấy Cl, canxi hóa trị 2, clo hóa trị 1. Chúng ta phải hình thành chất trước nhờ vào hóa trị, sau đó chúng ta cân bằng. Rồi, tương tự chỗ này nhóm OH và SO4 đổi chỗ. Rồi thì con sẽ ra là CaSO4 cộng H2O. Viết xong phương trình canxi hóa trị 2, SO4 hóa trị 2, hình thành chất, cân bằng phương trình. Tương tự, phản ứng thứ 3, NO3 và nhóm OH đổi chỗ Ca, NO3, do NO3 hóa trị 1, Ca hóa trị 2, về đằng sau này sẽ có số 2, và H2O, cân bằng nhóm NO3 2 lần, dẫn đến hydro thêm 2. Rồi, đây là tính chất hóa học của bazơ, và tính chất thứ 4, nó là một bazơ dung dịch nên nó sẽ không có bị phân hủy. Tính chất tiếp theo là sẽ tác dụng với oxit axit. Chúng ta có 5 oxit axit tương tự như hồi nãy ở NaOH. Chúng ta sẽ hình thành phản ứng đầu tiên CaSO3 cộng nước. Rồi, ở phản ứng thứ hai, CaSO3 lấy gốc SO4 cộng nước. Con phải nhớ lấy gốc. Rồi ở phản ứng thứ 3, CaCO3 cộng nước, CO2 sẽ chuyển thành CO3. Rồi Ca3BO4 2 lần, lý do là canxi hóa trị 2, BO4 hóa trị 3, và chỗ này cộng nước. Rồi phản ứng cần phải có sự cân bằng. Rồi chúng ta thêm 3 cặp 3, 3.
Tương tự như vậy, chỗ này chúng ta ra CA, N sẽ lấy góc NO3, và do NO3 hóa trị 1, nên chỗ này số 2 và đây cộng nữa. Rồi viết phương trình tự động cân bằng. Một hai nhỏ điểm mới ở trong phần này đó là thang đo pH. Thang đo pH là một cái loại thang thì là có nhiều số. Thang thì có từ số 0 cho đến số 14, ở số 7 là chính giữa. Và thang đo pH này là một cái bảng màu. Chúng ta có một cái dung dịch, bây giờ chúng ta muốn biết đó là axit hay base thì chúng ta sẽ lấy giấy pH, bột pH, chúng ta nhúng vào. Khi chúng ta nhúng vào thì nó sẽ hiện lên cái màu, tương ứng với cái màu là một con số. Thì ở cái bảng thang đo này sẽ hiện ra, ví dụ như con từ số 0 cho đến số 7 thì cái chất đó sẽ là axit, và từ số 7 cho đến số 14 thì cái chất đó sẽ là base, còn tại vị trí số 7 sẽ là một cái muối trung tính. Vậy thì vừa dựa vào cái thang đo pH và cái bảng màu này mà chúng ta biết được chất đó là axit hoặc là base hoặc là muối. Đó, ý nghĩa của cái thang đo pH là như vậy. Phần luyện tập. Để học xong phần CaOH 2 lần thì cô cũng có một bài luyện tập số 1. Ở bài này con thần thành phương trình phản ứng. Đầu tiên là hai phản ứng điều chế. Vì đằng sau này không có hydro nên chỗ này chắc chắn là CaO. Đằng sau này có một chỗ trống, vậy thì chúng ta sẽ điền đây là H2. Và H2 thì chỗ này sẽ là C2. Ca sẽ cộng nước sẽ cho ra H2. Và chúng ta cân bằng. Ở phản ứng số 3 thì chúng ta nhớ CO2 sẽ lấy góc CO3, hình thành chất và nước. Tương tự như vậy, Ca và lấy góc là BO4. BO4 hóa trị 3 nên chỗ này là Ca3BO4. Hai lần và cộng H2O. Cân bằng, chúng ta cân bằng. Canxi, phốt pho và nhóm OH. Tương tự ở dưới, NO3 đã là gốc, vậy thì bưng nguyên si qua. Đối với những chất đã là cái gốc thì chúng ta chỉ cần viết lại và sau đó là nước. Viết xong đến đây chúng ta cân bằng, cân 2 lần nhóm NO3, 2 lần nước. Tương tự phản ứng này, SO4 đã là cái gốc, vậy thì Ca sẽ lấy gốc SO4. Ca hóa trị 2, SO4 cũng hóa trị 2. Đằng sau này là H2O, chúng ta chỉ việc cân bằng hydro là đủ. Rồi cô vừa làm xong bài hoàn thành phương trình hóa học, có nghĩa là thêm chất và cân bằng. Ở bài số luyện tập tiếp theo, sau khi con học xong phần base CaOH 2 lần, chúng ta có bổ túc và chúng ta sẽ có chuỗi. Vậy phần chuỗi của base đây là tập trung những phản ứng của CaOH 2 lần. Ở phản ứng số 1 là Ca, con viết CaO, xong con viết mũi tên CaOH 2 lần và mình ngồi suy nghĩ chất bỏ vào. À, chỗ này còn thiếu là H2O. Tương tự canxi, sau đó mình viết chất sản phẩm mũi tên và sản phẩm, mình suy nghĩ còn thiếu chất gì? À, thiếu nước. Và đằng sau canxi thì cộng nước thì sẽ có thiếu H2. Viết xong mình chỉ việc cân bằng. Đó, con cứ làm tuần tự giống như cô. Viết chất đầu tiên, mũi tên, sau đó là ngồi chất tiếp theo và ngồi suy nghĩ. Để lên được gốc CO3 thì ở chỗ này phải là chất CO2. Đằng trước có hydro, đằng sau sẽ có nước. Bạn nào sử dụng ở đây H2CO3, chất không tồn tại, phản ứng sẽ sai. Tương tự như vậy, phản ứng số 4 bắt đầu từ CaOH 2 lần và lên CaCl2. Ở đây thấy đằng sau có CL2, vậy thì chắc chắn chỗ này sẽ là HCl. Đằng trước có hydro, đằng sau có nước. Viết xong chúng ta cân bằng hydro. Cân bằng hydro. Phản ứng số 5, CaOH 2 lần lên CaSO4. Để lên được gốc SO4, chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất cộng SO3, đằng trước có hydro, đằng sau thêm nước. Tương tự như vậy, CaOH 2 lần cộng CaSO4. Để lên được SO4, chúng ta cộng chất có SO4, đó là H2SO4. Vậy thì chỗ này thêm nước. Phản ứng tự động cân bằng thêm số 2 đằng sau. Cô vừa chỉ con cách thực hiện chuỗi liên quan đến CaOH2. Rồi, bài học trên đây của cô đã hết rồi. Các con về nhà nhớ chép bài ha. Chép bài ở file Word cô để ở trên lớp học kết nối. Rồi, coi cái clip này nhiều lần và làm cho cô những bài tập ở trong sách giáo khoa, bài NaOH và bài CaOH 2 lần. Rồi, cô chào cả lớp nhé.